Hello, chào mừng các bạn trở lại với channel Văn Tùng và đến với video clip Văn Tùng phân tích lại một chút về cặp trận giữa T1 và Angie tại lượt về của vòng hỗn chiến MSI. Thực ra thì hôm qua mình cũng đã làm một cái video clip reaction lại cái phân tích của Levi rồi, nhưng mà clip đấy thì Levi phân tích không nhiều lắm. Và mình thì hôm đấy thì mình cũng theo dạng là reaction nhiều hơn là phân tích chi tiết, bởi vì hôm đấy thì mình cũng không xem full. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình xin phép được làm lại một cái video clip nó chi tiết hơn sau khi mình đã xem game đấu, để các bạn có thể có cái nhìn nó tổng quan hơn về cả hai ở tại thời điểm hiện tại nha anh em nhé. Let's go. Ok, đầu tiên là đến với giai đoạn cấm và chọn trước thì hiện tại cái giai đoạn cấm chọn này nó phản ánh rất đúng với tình trạng của T1, tức là đường dưới thì không có phong độ cao và phong độ của Gumayusi ở tại giai đoạn hỗn chiến này. Thì mặc dù những cặp trận cuối có được cải thiện nhưng mà cái bể tướng so với mùa hè nó đã thay đổi rất là nhiều rồi anh em ạ. Lucian thì mặc định cầm lên phía đội 2 rồi. T1 thì pick Sayah sớm cho Gumayusi tại khu đường dưới, vì cái bể tướng bây giờ nó xoay quanh những con như kiểu Tristana, Sayah, Kai'Sa, nó đều không phải là những tướng ở thuận tay nhất của Gumayusi. Thì bên phía của Angie ở ngay tại game đấu này thì họ đã chấp nhận nhà con Ahri cho bên phía T1. Đây là một lượt nhà rất nguy hiểm. Họ nghĩ rằng con Twisted Fate của Sehu có thể kiểm soát được con Ahri này, và họ muốn để cho Gangplank của Bin có được kèo đánh được gọi là pick sau. Theo như những gì mà tôi thấy ở tại MSI ấy, thì cái kèo này là kèo rất nặng về mặt kỹ năng cá nhân, và nó nhìn chất tướng hơn một chút cho con Gangplank. Tất nhiên là cũng phụ thuộc rất là nhiều vào rừng đến từ cả hai team nữa, nhưng mà có cảm giác là nếu mà Gangplank xử lý tốt thì không ngại con Gwen đầu trận. Và kèo này thì nếu như xét ra ở MSI thì rớt lại là người đánh tốt nhất. Tức là đánh kèo ngược kèo xuôi thì rớt đều win được cả. Rớt cầm Gangplank win được con Gwen, và cầm Gwen win được Gangplank. Đó là lý do vì sao mà T1 tự tin blind pick con Gwen dành cho Zeus và chấp nhận cho bên phía bên kia pick con Gangplank này. Bên phía của Angie thì họ tự tin rằng kèo này mặc dù có thể là ngang về mặt chất tướng. Bin là người đánh Gangplank cực kỳ hay, đánh Gangplank từ 2020, các bạn có thể xem cái đợt đánh với G2 Esports ở chung kết thế giới 2020 rồi. Thì bên phía Anji tự tin là Bin với kỹ năng cá nhân cao, với thêm cả áp lực đến từ Twisted Fate của Xiaohu nữa, thì có thể kiểm soát con Gwen của rất được ở khu vực cánh trên và tạo ra một khoảng trống lớn để Gala có thể có thời gian tăng tiến sức mạnh tại khu vực đường dưới. Khi mà nhìn ra bên phía bên kia thì T1 cũng chỉ là một xạ thủ như là con Sayah mà thôi. Sayah không phải là mẫu xạ thủ áp lực đi đường. Tất nhiên là khi mà xạ thủ nào rơi vào tay Guma thì cũng có thể trở thành một xạ thủ đi đường siêu mạnh, với điều kiện là Guma phải có phong độ giống như xếp hạng đơn hoặc là phong độ giống như mùa xuân thôi. Còn tại thời điểm này thì để cầm Sayah, Winland và áp đảo đối phương ăn mạng đi đường thì nó đều tương đối khó, đặc biệt là khi đánh với Gala với mình bên phía bên kia nữa. Còn bên phía của Angie thì lấy trước một rừng an toàn, đó là con Viego. Có một tỷ lệ nhỏ là con Gwen đi rừng được, nhưng mà nó không phải là quá hiệu quả khi đi cặp cùng với Ahri. Sang V2 thì bên phía của Angie quyết định cấm luôn những con tướng đi rừng như là Vi của Honor hay là Nocturne nữa. Nocturne là một con thực sự là con rất mạnh trong việc kiểm soát giao tranh. Nó là con siêu mạnh trong việc kiểm soát giao tranh cùng với Ngộ Không. Và nó chỉ bị một cái là trước cấp độ 6 thì nó phế thôi. Chứ còn về từ cấp độ 6 trở đi hay đến late game, cái hoang tưởng của Nocturne kiểm soát giao tranh rất là ghê. Còn bên phía T1 thì có được trực cấm đi Ezreal cộng với Kai'Sa. Và Gala thì thấy con Afe khá ngon, bởi vì nó không chịu áp lực đi đường nhiều khi bên phía bên kia chỉ là một con Sayah. Nếu bên phía bên kia là những xạ thủ chẳng hạn như là Caitlyn chẳng hạn, các bạn thấy là cái đội hình Winland Wingame bây giờ nó khó dùng rồi. Đội hình Zay đường trên hay là Caitlyn đường dưới bây giờ nó ít dùng rồi. Ở những trận đấu đẳng cấp cao như thế này thì thực ra để dùng mà nó hiệu quả nó cũng không dễ tí nào. Thế nên các bạn thấy là T1 không dùng Caitlyn nữa. Họ bắt buộc phải dùng Sayah phase 1 rồi. Có vẻ như ở phong độ hiện tại thì Guma cũng không tự tin đánh Caitlyn luôn. Thế nên Afe là một lựa chọn tôi nghĩ là khá hợp lý cho bên phía của Angie tại cái thời điểm này dành cho Gala. Còn bên phía T1 thì thấy đối phương cầm Afe khu đường dưới thì họ quyết định lựa chọn một cái layup mà nó có khả năng mở tốt một chút từ con Nautilus của Carrier. Và thêm cả kết hợp cùng với Ahri thì trước đó có hai lựa chọn, một là Viego hay Lee Sin, thì bên kia lấy mất Viego rồi vì Volibear bị cấm ngay phase 1 rồi, thì Lee Sin là lựa chọn đưa ra đến từ Honor. Và hướng đội hình của bên phía T1 lên cánh trên nha các bạn, đây là một đội hình mà phía T1 sẽ đánh lên cánh trên. Đánh lên cánh trên thì được cái là đi đường thì con Ahri sẽ áp lực tốt hơn, Gwen xử lý tốt thì cũng áp lực được Gangplank một chút. Đánh cánh trên thì được cái là đánh 2-2 thì nếu mà Faker Hồn gió trúng thì Lee Sin nó vẫn có thể bớt đam được mục tiêu rất là ổn. Nhưng bị cảm giác là lên level 6 thì con Twisted Fate nó đi, con Ahri khó kiểm soát, hơi khó kiểm soát. Bên này quyết định lấy Alistar để đi cặp cùng với Aphelios, họ cần một hỗ trợ mở anh em ạ. Team này rất cần một hỗ trợ mở. Và cũng có khả năng bảo kê nữa. Thì cái layup của hai team thì nó đều rất là rõ ràng, tức là bên phía của Ahri sẽ cố gắng dùng con Twisted Fate của Xiaohu để áp được hai đường cánh và câu lết cho con Aphelios của Gala. Trừ khi T1 có một cánh trên quá là khủng khiếp họ mới snowball được thôi.
Còn đường dưới thì Guma thì ở thời điểm hiện tại thì bắt buộc phải đánh những xạ thủ như là Saya rồi. Và nên game này điểm sáng là bên phía T1 cánh trên họ quá hay. Ban pick xong thì các bạn có thể nhìn là cái cánh trên phía T1 nhìn nó rất là khó đánh với phía Angie. Tức là Gwen để thắng gank plank thì cũng phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân của rớt rất là cao thì mới thắng được. Hay là cặp đôi Lee Sinari đánh đôi công với Tidfate với Viego thì cũng thắng thật đấy, nhưng Tidfate với Viego nó sẽ không đánh 2-2 đâu các bạn. Nó sẽ đánh hai đứa cùng đánh lên cánh trên cho con gank plank. Tất nhiên gank plank không phải là mẫu tướng mà có khả năng hỗ trợ gank tốt, nhưng mà bởi vì con Gwen nó là con mà đánh rất là hổ báo. Rớt là một thanh niên đánh rất là thích đẩy đường. Và đánh đôi công cánh trên thì Gwen đẩy đường thì sẽ tạo ra những tình huống bị gank bởi con Tidfate phía bên kia. Còn đường dưới nếu mà là tự scale lết về giữa đến cuối ván đấu thì out scale nặng đến từ Aphelios luôn. Tức là về lết game con Aphelios nó sẽ là con xạ thủ siêu khỏe. Còn con Saya thì nó chỉ là con xạ thủ cấu rỉa cộng với phụ đam cho team. Tất nhiên là sát thương của nó không ít nhưng mà nó không được nhiều bằng so với những con Aphelios về lết game đâu anh em. Đến đoạn này thì mình xin phép được tua nhanh đi một chút nhá. Vào game thì mình sẽ không xem highlight mà mình sẽ tua nhanh một chút để nói những cái chỗ nó trọng tâm thôi. Chỗ trọng tâm mình sẽ tua chậm lại. Yeah, absolutely. I mean, they've just been so frightening. I think a lot of questions that people had about RNG have been answered. Ben, of course, you know, people thinking back to their very messy game. Cận nhìn đến những con xạ thủ mà đánh theo dạng cấu gì ở như con Saya này chẳng hạn đi đường ấy, mà gặp con Aphelios cầm bước chân thì rất là khó chơi. Tức là Guma xác định là game này cũng không đánh theo dạng là Saya theo kiểu sát thương cấu gì bằng triệu hồi Eri. Những con cấu gì như Miss Fortune hay là Saya mà gặp con Aphelios nó cầm bước chân chịu không nổi. Con Aphelios nó cầm bước chân thần tốc cộng với cả cái súng huyết tinh ấy các bạn. Nó heal lên thì không có cách nào để giết nó cả. Dạo đi đường gần như là nó heal vô tận. Vòng rừng thì cả hai đều ăn từ dưới lên nha các bạn nhé. Mắt cắm thì chỉ có Faker cắm có mắt tại bãi chim thôi. Có mắt đấy thì bên phía Anzi chấp nhận để lộ cái vòng rừng của Way luôn. It seems like they were trying to replicate their success from last year when Gala and Ming were having especially a phenomenal playoffs in the LPL. It was still a lot about Ben. I'm glad they came into this tournament and readjusted to giving Gala all the resources. Khúc này mình sẽ tua nhanh một chút nha các bạn, nó không có gì diễn biến nhiều cả. Cấp 1 rất nâng quy nha các bạn. Rất nâng quy và bán máu đầy đường khá là nhiều khu đường trên đấy nha. Bán máu đầy đường để hỗ trợ cho việc kiểm soát khu trên cho on. Đây, Wei bị lộ vị trí rồi này. But at the moment, they're kind of butting heads in the top. And just the level that he's brought in, right? Because I feel like people thought about top lane carries the past few years, like aren't people like Nuggery? It really has been all about the LPL. Đứng dưới T1 đẩy được nha anh em nhé. Đứng dưới T1 đẩy được. Đứng giữa đẩy được, đứng trên cũng đẩy. Và Honor có một tướng xử lý vòng rừng cũng chưa hẳn là mắc binh lắm. Ở vòng rừng đầu tiên. Tức là vòng rừng này thì Honor có thể bấm B về ngay thời điểm mà rớt reset Way á. Ngay Way này là Honor có thể bấm B về luôn rồi. Nếu mà Honor với rớt giao tiếp tốt cái tình huống này á, thì có thể bấm B về rớt có thể bấm B về an toàn mà Honor vẫn có thể xuống cua dưới kịp nha. Honor lên đây một nhịp bị mất cua trên, à nhầm, bị mất cái cua dưới, chạy xuống cua dưới không kịp anh em. Vì bot đang đẩy, mid đang đẩy, top đang đẩy thì vòng rừng hoàn toàn là vòng rừng hai cua, nhưng vì Honor sợ là rớt gặp nguy hiểm ở khu đường trên nên là đứng lại một chút. Vòng rừng quay đấy thì rớt sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả, kể cả quay có lên. Mất cua dưới rồi nha. Mất cua dưới như được cái là vòng rừng 2 thì Lee Sin của Honor ăn nhanh hơn so con Viego một chút. Con Viego Way chưa ăn vòng rừng 2 này anh em này. Còn mất thời gian cover bot nữa. Thường là những tình huống này phải cover bot thôi anh em ạ. Bởi vì Lee Sin đang ở gần khu cánh dưới, nó bắt đầu vòng rừng 2. Pha này thì Guma Yuxi không cắm mắt nên là cũng không biết được bộ đồ đường dưới đối phương có back về hay không. Thế là Guma back về trước một quay khá là lỗ. Làm mất đi một đợt lính của Guma Yuxi thì phải. Còn đường trên thì Gangplank vẫn sống đấy nhờ, Gangplank vẫn bị que nó cắt rất là đau nhưng mà vẫn có thể có được cái thủy kiếm cho lần về nhà đầu tiên, là con Gangplank vẫn ok. Này, cái bot bấm B về lỗi một quay này anh em này. Mất đi cái áp lực landing ở bot, thua gần chục CS lần về nhà đầu tiên luôn. Mid thì khác nha. Mid thì các bạn thấy là nó có một cái áp lực đi đường khủng khiếp từ Faker luôn. Các bạn tưởng tượng hiện tại chênh lệch lính không có, nhưng Faker hiện tại chưa cần dịch chuyển. Sehu đã phải về nhà một lần dịch chuyển trở lại rồi, mà lại phải bấm B về thêm một lần nữa. Tức là tổng cộng là Sehu đã dùng tổng cộng là 6 bình thuốc biến dị, mà Faker mới chỉ dùng 3 thôi.
Cái kèo này Faker đã xử lý cực kỳ hay rồi. Và pha này thì Honor lên khung đường trên để cover cho Zeus vì biết được rằng con Tiên Tử Phệ đã level 6. Và tình huống cover này khiến cho tình huống đánh nhau thì bên phía Tion vẫn đổi được một mạng. Thậm chí là những người ăn chính công đầu nữa cơ. Đây, pha này thì Zeus đã xử lý Gwen lấy máu tương đối nhiều của Bin rồi. Nên là Xiaohu các bạn thấy đang chạy ra mid để đón wave. Xiaohu đang chạy ra mid để đón wave thì phải lên top. Và mất một wave lính cực kỳ to đường giữa anh em ạ. Mất một wave siêu to khổng lồ đường giữa luôn. Mà chỉ dừng lại tướng 1 đổi 1 nha. Nếu mà 1 đổi 2 thì cái wave lính đó hy sinh thì còn có thể chấp nhận được. Đó chính là cái lợi thế của việc thắng được khu đường trên. Rất đã clear hết wave rồi. Rất may là Gangplank đã nhả kịp chiêu cuối để ăn lính. Và đấy mà Gangplank của Bin không nhanh tay cho việc nhả chiêu cuối. Bất lính thì chắc chắn đường trên nó sẽ lệch XP tương đối nhiều. Còn pha này thì Xiaohu cũng may là còn tốc biến. Pha này mà nằm xuống Xiaohu nữa thì đúng là game nó nát bét. Một quê lính rất to đường giữa đã bị mất rồi nha các bạn nhé. Một quê lính rất to của Xiaohu đường giữa đã bị mất rồi. Và nó tạo ra một quê lính chênh lệch giữa hai người chơi đường giữa, nó sẽ tạo ra level chênh lệch nữa. Thì đây là một cái lợi điểm của Faker, các bạn nhìn cái ống XP đấy ạ. Ống XP Faker đang hơn so với Xiaohu khoảng chừng gần nửa ống XP, chính là một quê lính đường giữa mà Xiaohu bắt buộc phải bỏ để lên đường trên cứu cho Bin. Kể cả là nó có lên như vậy, các bạn thấy là cái hiệu quả mang lại từ tình huống chiêu cuối đó của Xiaohu nó không phải là mắc ping và nó không phải là tối ưu nhất cho cái đội hình này bên phía của RNG. Tức là nó vẫn không tạo ra đường trên thắng cho Bin. Vẫn là một đường trên thua cho Bin đấy nha. Vẫn là một khu vực đường trên bị thua cánh đến từ bên phía của Bin. Và khi Xiaohu đi ăn một mạng như vậy, trả lại một quê lính đường giữa, thì bản thân Xiaohu khi trở lại khu vực đường giữa cũng sẽ gặp khó khăn khi đánh với Faker. Và đó, các bạn nhìn cái khoanh tròn của bên phía Riot Games không ạ? Pha replay Riot Games cũng đã khoanh rất là kỹ ạ. Chỉ là pha này thì rất hơi thiếu cảnh giác nên là thực ra pha này cũng khó lắm. Nếu như nói rằng biết con Viego ở cánh trên thì cũng hơi khó để biết một chút. Cũng rất là khó đoán rằng con Viego đang ở đâu. Thế nên pha này thì bên phía của Anji tiếp tục ganh cho Bin thêm một mạng nữa. Nhưng vẫn là kèo thua. Tức là Bin ăn mạng như thế này, được ganh như thế này, con Gwen mất lính như thế này. Nhưng mà vẫn không thắng đường được, bởi vì sao? Bởi vì cái tình huống di chuyển của Faker nó quá là khủng khiếp đi. Các bạn nhìn đi ạ. Faker thời điểm này lại đẩy cho Xiaohu back về thêm một lần nữa này anh em này. Các bạn nhìn cái quây lính bị mất của Xiaohu nhá, là một quây lính khá là to. Và sau khi đó Xiaohu back về đi ra, lại bị đẩy một quây khá là to nữa. Faker đang bấm B về, ngắt bấm B về, chạy lên khu vực đường trên để đón lính cho Zeus, Zeus nằm xuống. Phải Faker đã tính về rồi nhưng mà nhận ra đường trên quây lính có xe. Thế nên Faker đi bộ lên top, đón cái quây lính gần như là trọn vẹn, gần như là trọn vẹn 7, 6 con. Đây nhá, các bạn nhìn Faker đi lên đến nơi nhá. Tôi nhớ không nhầm, Faker đi lên đến nơi là bị mất một con xe thôi. Nó vẫn đón được tầm 6, 5, 6 con lính dưới trụ. Còn Zeus thì sao? Cái quây lính đường giữa Faker chuẩn bị mất do Xiaohu đẩy lính vào. Thì nếu như không có Zeus thì Honor cũng ra thôi. Và Zeus nhảy được từ 51 lên tổng cộng là 56 CS. Tức là pha này thì Zeus cũng đón được 5 con. Hậu quả để lại cho tình huống nằm xuống của Zeus khu đường trên là một con xe, một con lính đánh gần đường trên, một con lính đánh gần đường giữa. Đó là cái hậu quả nặng nề, nhẹ nhàng nhất. Chứ nếu như không có tình huống di chuyển của Faker thì cái hậu quả để lại tình huống nằm xuống đó là tương đối nặng nề. Một pha bị ganh chết giữa lane mà chỉ mất đi 3 chỉ số lính thôi các bạn. Về mặt kinh nghiệm ấy nha, còn last hit thì last hit được gần như là gần full rồi, gần full cái đống đấy rồi. Kinh nghiệm thì hình như Faker đón được cả kinh nghiệm con xe nữa. Tôi không biết là có đủ tầm hay không. Nhưng mà hậu quả để lại nó tương đối nhẹ dành cho tình huống nằm xuống và rớt khi trở lại đường trên thì kèo này vẫn xử lý được. Con Gwen này vẫn thắng. Mất con rồng đầu, bot không win được lane, bot hòa lane. Nhưng mà cái áp lực đi đường của Faker tạo ra cái sự chênh lệch về mặt kinh nghiệm. Hiện tại Faker cấp độ 8, Xiaohu cấp độ 7. Và kèo rớt cộng với Bin vẫn đang xử lý không tệ một chút xíu nào cả. Vẫn là kèo rớt đẩy được này anh em thấy không? Phát này thì Honor lên gank khu vực đường trên, tính gank ở quê lính đẩy, không có tốc biến của Gangplank. Nhưng không gank được anh em ạ. Không gank lực vì không có mắt. Không có mắt anh em ạ, đang cầm sứ giả rồi, không có mắt để cắm mắt hộ thể, nội long cước tốc biến cũng không. Thế nên không gank được. Thế thành ra vào cướp bãi chim. Mà cướp bãi chim trong tình trạng là thiếu giao tiếp với Faker. Các bạn nhìn thấy Faker đẩy đường trước so với Xiaohu. Faker luôn luôn đẩy đường trước. Đây là game đấu Faker win lane so với Xiaohu và tác động đến ván đấu một cách chằn chặt. Và con Twitter Fate này nó muốn di chuyển chắc chắn nó sẽ phải trả giá bằng CS của nó tại đường, bằng kinh nghiệm của nó tại đường. Và những cái đường mà Xiaohu hướng tới đều là đường trên cả. Thì những cái lợi thế mang lại từ những cú chiêu cuối Xiaohu nó lại không đủ để giúp cho bên phía RNG thắng cái đường trên một cách trông thấy mà vẫn bị thua. Còn pha này là Faker đã đẩy đường trước này, ping xuống cánh dưới, Faker đang ping là đang xuống dưới để phá mắt. Cánh dưới có tới hai con mắt kiểm soát, thậm chí là cái sông dưới nó có tới ba con mắt kiểm soát. Thì Faker đang ping xuống dưới thì Yone lại vào cướp bãi chim. Tức là gank fail đường trên, không lên gank đường trên được. Tính vào cướp bãi chim thì lại chết thêm một mạng ở đây. Faker vừa phá được mắt xong tính trở lại đường trên cover cho Yone thì cover không nổi. Không có mắt anh em ạ, không có mắt để mà hộ thể. Thật là chết mất cái bùa xanh vào tay con Twisted Fate.
một tiếng nằm xuống khá lỗi của Honor đấy nhá, nó làm bị chậm cái nhịp snowball cánh trên của T1 hoặc là làm cho bên phía của Angie cũng có những cái lợi thế cánh trên trở lại. Và đáng nhẽ những tình huống nằm xuống như vậy là không đáng có. Một sai lầm đến Honor game này nhá. Còn T1 thì cái mid này vẫn được Faker kiểm soát rất là kỹ. Và Xiaohu khi không có chiêu cuối như vậy thì Bin cũng rất là rén. Bin đánh cái kèo này đường trên rất là rén anh em này. Không có chiêu cuối còn Twisted Fate phát là bị Gwen nó cắt nát đầu luôn. Nhà chiêu cuối chạy như này thì chiêu cuối Gangplank sẽ hồi chiêu lâu hơn chiêu cuối Gwen khá là đáng kể. Wade thì hoàn toàn đánh cánh trên, nhưng game này là game mà bên phía của Angie đánh đôi công cánh trên với T1. Nhưng rất tiếc là những lợi thế mà Xiaohu với Wade gây dựng được thì Bin cũng không thắng nổi được rớt. Và đến cái giữa trận các bạn thấy không ạ? Khi con Twisted Fate bị thua con Ahri, khi con Gwen nó hơn con Gangplank thì hai cánh để lẻ của T1 hơn chằn chặt. Mà hai cánh để lẻ của T1 win một phần rất lớn đến từ cái tình huống cắm mắt của rớt tại khu đường trên. Chúng ta chuẩn bị bước đến với cái pha mà bên phía của T1 cầm con sứ giả đầu và ăn được trụ một tạ bản đồ anh em nhé. Tình huống nó xuất phát từ pha cắm mắt rất là thông minh đến từ Zeus ở tại bụi cỏ đường trên, vì Zeus biết là đối phương đánh cánh trên. Game này Zeus xác định là đối phương sẽ đánh cánh trên để đối công với phía của T1. Thế nên Zeus đã cắm được con mắt ở tại khu đường trên để tránh những tình huống gank của Wade rất là hiệu quả. Đây con mắt mà Zeus chuẩn bị cắm này anh em này. Nó mang lại một tình huống counter gank. Đây con mắt này là con mắt win game. Đây chính là khoảnh khắc T1 win game này. Nếu các bạn có xem cái trận hôm qua mình phân tích dở ấy, mà mình ẩn nó đi ấy, thì đó chính là con mắt win game anh em nhé. T1 đã xuống đường dưới dọn dẹp hết tầm nhìn rồi, đối phương không có rồng nên là bên phía Angie cũng không ra để cắm mắt gì cả. Và Wade chủ động bị lộ diện tại khu đường giữa luôn đấy nhá. Phần này là Wade chủ động lộ diện đường giữa sau đó chạy lên cánh trên. Vì Honor có được thông tin là Wade lên cánh trên thì Honor đã có tình huống xử lý mang thẳng sứ giả xuống đường dưới. Bot vẫn đều đều nhá, bot là một cái lane mà Gu Ma Yuushi game này xác định là thôi. Đối phương đã cầm Aphelios, cầm bước chân thần tốc thì thôi tôi sẽ mang cho mình một con Sayah sát lưng chí mạng. Và đi đường thì Gu Ma Yuushi không hơn được so với Gala, đánh hòa lane. Những cái khoảnh khắc mà Gu Ma ăn được cái trụ một toàn bản đồ nó 5 lớp tháp trụ ạ. Là khoảnh khắc thay đổi game đấu đây. Con mắt mà rất cắm ra, pha di chuyển chủ động đến từ Wade từ khu đường giữa lên cánh trên đi qua tầm nhìn. Và khi lộ một phát thôi, con Lee Sin bắt đầu xuống dưới rồi các anh em. Thời điểm 12 phút 12 giây là Lee Sin bắt đầu xuống trụ 3 đường dưới rồi. Và thêm con Viego bị lộ ở đây nữa. Thì một mục tiêu duy nhất thôi, rớt Honor chạy thẳng từ trụ xuống gặp Gala ngay tức à. Chạy một mạch từ đường dưới xuống đường dưới đối phương để có thể thả sứ giả. Và Wade các bạn thấy họ Wade thậm chí không bấm B về. Ở trên trên đường trên thêm một nhịp nữa khi thấy đối phương bắt đầu gọi sứ giả. Khi thấy đối phương bắt đầu gọi sứ giả thì bấm B về chạy xuống dưới để cover. Không kịp. Căn bản pha này là không kịp. Các bạn nhìn đấy ạ. Ban đầu là tính núp ở bụi cỏ trạng 3 để có thể gank con Gwen này. Và đang bấm B giờ giờ thì rớt lại lướt lên. Rớt nó thấy con Viego sắp back về rồi nó lướt lên nó bết anh em ạ. Lướt lên một nhịp. Các bạn thấy con Gwen lướt lên một nhịp không ạ? Là con Viego ngắt bấm B về luôn. Và thời gian mà rớt câu kéo được nó quá dài đi. Nó quá dài để Honor có thể xử lý con sứ giả này đi. Dạo đi đường thì Guma đã tận dụng đợt lính tốt để ăn được một lớp giáp trụ. Và cùng với con sứ giả, cùng với việc là Wade bị lộ tại khu vực đường trên, thì Gala không dám đón lính. Gala bắt buộc phải bỏ lính pha này cùng với 5 lớp giáp trụ trong phía T1. Và game đấu bắt đầu thay đổi từ đây. Con Sayah này khi nó đã có trụ một toàn bản đồ và nó đẩy ra khu vực đường giữa, nó đẩy đường liên tục và áp lực liên tục vào đường giữa bên phía của Angie. Và nó khiến cho dạo đi đường kết thúc sớm quá. Có Twisted Fate thì chưa kịp chiêu cuối để đi đâu, gank chưa kịp hỗ trợ cho Gangplank nhiều. Mới chỉ hỗ trợ được một lần cho Gangplank, mới chỉ hỗ trợ được một lần cho Viego bắt con Lee Sin. Rồi sau đó là một tình huống game đấu nó bị kết thúc dạo đi đường sớm quá, đường trên pin các bạn thấy không ạ? Kể cả là có gank có cam cho như thế nào vẫn đánh không lại kèo quen với Zeus. Zeus tay cực kỳ to. Tôi không muốn nói là pin đánh dở đâu bởi vì pin đánh rất là hay. Nhưng mà vì bên phía bên kia làm con quen khủng khiếp quá thôi. Còn đây là một sai lầm tương đối đáng trách đến từ Gu Ma Yuushi. Sai lầm này nó kéo theo sai lầm của Faker này anh em này. Đó, Faker đang bấm B về chuẩn bị chạy ra khu đường dưới, chuẩn bị chạy xuống đường dưới, Guma back về chạy ra đường giữa. Hai anh em cùng nhau kiểm soát hai lane. Thì Guma chết, Faker xuống dưới chết theo. Đây là một sai lầm đến từ Guma Yuushi nha. Và nó theo thiên hướng là back về timing thời gian tệ hoặc là back về đơn giản là window shopping hay là ẩu. Thật sự, đây là pha không đáng có tí nào luôn, nó giống y chang pha của Honor luôn là không không nên có. Những tình huống sai lầm như vậy nó làm chậm đi quá trình snowball của T1 đấy rất là đáng kể. Và đây chính là vấn đề của T1 ở tại thời điểm này là khả năng lăn cầu tuyết của họ không được tốt như là thời mùa xuân.
Mùa xuân 2021 thì cái khả năng lăn cầu tuyết của T1 thì không nói ra thời điểm đấy được. Nó không có gì là lăn cầu tuyết cả. Đánh 15 phút ra mid fit banh đầu sau đó thua. Thì 2011 à 2021 thì không nói. Đến 2021 mùa hè thì đỡ hẳn. Sang mùa xuân năm nay thì không còn dấu hiệu throw game nhiều nữa. 10 game thì chắc chỉ có một game throw nhẹ thôi. Còn đến thời điểm mùa xuân 2022 này mà bắt đầu đánh MSI á, là khả năng lăn cầu tuyết của họ thực sự gặp vấn đề. Faker chết pha vừa rồi vì phần lớn là lỗi Guma trước đó. Rồi sau đó là pha di chuyển của Faker xuống đường dưới thì không ai cover cả. Các bạn tưởng tượng nhé. Với những tình huống như thế này mà Guma không chết chạy ra tới mid thì bên phía kia đánh xuống cánh dưới như vậy, kể cả là họ gắn được mã Faker họ cũng sẽ phải trả giá tại đường giữa chắc chắn. Ví dụ pha này họ xuống bắt Faker đi ha. Thì Honor với cả Carrier đã bắt đầu dần vào vị trí để có thể xuống cover rồi. Thì pha này nếu bạn tưởng tượng Guma UC không phải đếm số tới hai mấy 30 giây thì đã có thể chạy ra tới mid rồi. Và pha này bên phía bên kia chỉ cần kéo Xiaohu, Ming, Gala xuống bắt Faker thôi. Thì kể cả họ bắt chết được Faker pha này thì chăng nữa thì họ mất flash của Gala. Cái trụ mid này bốn lớp giáp trụ này kiểu gì cũng đi. Con Xayah cầm đồ như thế này nó bật W nó bắn thì cái trụ này kiểu gì cũng đi. Nên T1 kiểu gì cũng sẽ có những phương án macro người trở lại được. Hoặc là gank plank khu đường trên nó sẽ không dám đón lính trên top đâu anh em ạ. Nó sẽ phải bỏ lính chạy lấy người đấy. Vì áp lực di chuyển của Faker cộng với à nhầm áp lực di chuyển của Honor cộng với Carrier không chỉ giúp cho Guma ăn được trụ mid mà còn khiến cho gank plank đường trên bị mất đi những cái áp lực cần thiết của tướng rừng hoặc là tướng mid để có thể chơi game. Thế nên nó sẽ không dám đón lính đường trên được. Mà gank plank mà đi một phát thôi con Gwen nó có thể cắt nát trụ. Con Gwen đồ này có thể cắt nát trụ được anh em ạ. Nhưng mà chính vì tình huống nằm xuống Guma nó kéo theo Faker nằm xuống mà không gỡ được cái gì cả. Không gỡ được cái gì cả. Pha này thì Minh dùng chiêu cuối hơi trễ nhưng mà rất may là không chết. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà Guma ăn được trụ một đường dưới vẫn là khoảnh khắc thay đổi game đấu. Nó vẫn là một khoảnh khắc cái thay đổi game đấu này tương đối đáng kể. Lúc này thì Guma được đẩy ra đường giữa, Faker thì cầm băng trượng lên khu cánh trên cover team ăn sứ giả. Bên phía An thì ăn được mạng của Faker nhưng không có lính để ăn trụ. Và Carrier thực hiện, đây các bạn thấy không ạ? Carrier thực hiện một tiếng ram lên cánh trên hỗ trợ cho Zeus giết được một mạng của Bin thôi, là ăn luôn trụ top rồi. Mà không cần sứ giả nha anh em nhé. Con sứ giả này dùng để ăn trụ mid của T1. Và những tình huống macro sau khi có được trụ nhỉnh hơn cho phía T1 ấy thì nó lại khiến game đấu nó lại quá một chiều đi. Chênh lệch về tiền thực ra là con số rất ít và T1 luôn luôn bị dẫn tiền. Vì gank plank cộng với thiết phép nó hack tiền đấy các bạn thấy là lượng tiền xuyên suốt ván đấu này T1 dẫn trước ở con số rất ít hoặc là thường xuyên bị dẫn trước bởi bên phía của RNG. Những tình huống ramming của Carrier này các bạn, những tình huống ramming khá là bén của Carrier luôn. Con sứ giả này tôi tưởng là bên phía T1 sẽ dùng để ăn trụ trụ top bởi vì trụ top nó còn nhiều máu quá. Cái trụ mid này không cần nữa, cái trụ mid này Guma UC có thể đẩy lính vào sau đó ăn cái trụ này bất cứ lúc nào. Thì nó lại thành ra cái thế là bên phía của T1 sẽ có được 3 trụ trước so với phía RNG. Và trong chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao như vậy hơn được 3 trụ sớm. Nó là cái hơn rất là khủng khiếp về mặt tầm nhìn, về mặt macro, về mặt giao tranh, về mặt mọi thứ hết. Về mặt kiểm soát các mục tiêu lớn. Đây các bạn thấy nó Xiaohu đã không hơn Faker rồi. Mà đẩy lẻ lại còn phải đẩy với cái cảnh là mất đi trụ một đường giữa nữa. Còn pha này bên phía T1 ăn trụ mid một cách đơn giản. Xong rồi Carrier có một tiếng roaming khá là bén lên cánh trên giết được Bin một mạng thôi. Vì Bin đã mất flash rồi nên là Carrier chạy thẳng lên đường trên luôn. Chạy thẳng lên đường trên để kiếm con gank plank của Bin và gank chết một mạng thôi, cái hậu quả để lại nó tương đối nặng nề cho bên phía của RNG là họ mất trụ top ở dạng gần như full cây. Đây một pha gank chết của Carrier thôi, con Gwen này ăn nguyên cây máu trụ luôn anh em ạ. Gank plank đếm số 30 giây có tele nhưng mà tele trở lại thì không kịp vì con Gwen này cắt nát cái trụ top bằng chỉ một cái quyền trượng ạ. Sát thương lên trụ đến từ con Gwen này khá ảo. Còn pha này thì Gwen lại không đủ sát thương để giết Faker cánh dưới, đủ để ép Faker về thôi. Tức là bên phía của Anji phản xạ cũng rất là nhanh. Những team chuyên nghiệp hàng đầu họ phản xạ cực kỳ nhanh ở một cánh. Bin bị tấn công đường trên đúng không? Carrier mất chiêu cuối đúng không? Xuống kiếm Faker bắt liền. Chỉ tiếc là Gwen đã trừng phạt bãi người đá nên không đủ trừng phạt để giết Faker thôi. Vẫn ăn được trụ một đường dưới nha anh em nhé. Mà chết Gala này, cái tình huống bắt Faker khiến Gala mất flash và chết luôn tình huống này. Bạn thấy trụ cái việc mất trụ nó tai hại không ạ? Mất trụ cực kỳ tai hại. Mất trụ mid Gala chết cú này. Mất trụ top Bin cũng hết đất diễn luôn. Và đến giữa trận bên phía của T1 khi mà họ dẫn trước tới 4-1 về trụ. Vì pha này giết Faker nên là sứ giả được triệu hồi ngay lập tức tại khu đường giữa. Các bạn thấy có những phương án macro ngược trở lại khi bên phía T1 không đánh sai lầm đúng không ạ? Đó. Vì có Guma đường giữa nên là con sứ giả được thả một phát là ăn hai trụ luôn. Ăn trụ mid phát thả sứ giả ăn trụ 2. Và dẫn 4-1 về trụ dẫn được có 1.000 tiền à. Bởi vì bên phía bên kia nó có gank plank với thiết phết anh em ạ.
Thế dẫn được rất rất ít tiền nhưng mà dẫn 4-1 về trụ, nó dẫn một cái thế trận nó khủng khiếp. Và bên phía T1 bắt đầu snowball từ đây nha các bạn. Bắt đầu snowball từ trụ một đường dưới, ra trụ một đường giữa, lên trụ một đường trên, sang trụ hai đường giữa và bắt đầu snowball ra các con rồng, cộng với snowball với những tình huống bắt lẻ nhờ lượng trụ nhỉnh hơn, và snowball từ chỉ số lính hai đường cánh nhờ những tình huống 1-3-1 áp lực hơn. Pha này là một tình huống giao tranh khá là then chốt, và bên phía của T1 thì họ lại thể hiện cái khả năng giao tranh tổng ở đẳng cấp rất là cao của mình. Đây là lý do vì sao mà mình thích cái đội hình giao tranh tổng của T1 hơn là đội hình Winland Wingame. Winland Wingame tại thời điểm này, thứ nhất là cách biệt về mặt kỹ năng không nhiều. Cái thứ hai, đội hình Winland Wingame giao tranh tổng thì nó yêu cầu nhiều thứ quá. Các bạn tưởng tượng cái góc giao tranh đấy ạ. Bên phía T1 họ sẵn sàng giao tranh tại thời điểm này, họ có rất là nhiều tầm nhìn quanh khu vực rừng đối phương. Lượng tầm nhìn này chủ yếu đến từ việc đối phương đã bị mất trụ và họ đã giải được vào rất sâu rồi. Thứ hai là quay lính đường dưới đẹp. Thứ ba là góc giao tranh bên phía T1 lựa chọn thì có những con mắt để dịch chuyển phía sau, nhưng mà Faker không dịch chuyển phía sau, bởi vì các bạn tưởng tượng là Ahri không phải là chất tướng bọc đầu tốt. Faker không có tele, à nhầm, không có flash, không có đồng hồ. Dịch chuyển ra phía sau rất dễ bị chọn làm mục tiêu và chết rất là nhanh. Và kể cả Ahri có cơ động mà bị sốc sát thương thì nó chết cũng cực kỳ lẹ. Thế nên là Faker quyết định lựa chọn một cái phương án an toàn hơn là dịch chuyển đánh chung với xạ thủ, và nó luôn luôn là phương án an toàn và hiệu quả hàng đầu của con Ahri. Tức là cú dịch chuyển Faker sẽ không phải là cú dịch chuyển bọc đầu. Gwen thì được, Gwen nó có xương lam, nó nhả xương lam cho nó cắt thì được. Hay là những con như kiểu là Maokai hay là Poppy, cái thứ dịch chuyển về phía sau thì được. Còn những con như Gangplank hay là những con như Ahri dịch chuyển phía sau nó rất là mạo hiểm, hay Zay cũng tương tự là như vậy. Hoặc là Irelia dịch chuyển phía sau ok luôn. Nhưng đây là Ahri, nên Faker quyết định dịch chuyển cùng hướng với lại Gumayusi Uzi và make play được khi trong tầm hoạt động xạ thủ nó vẫn luôn là hiệu quả. Hỗ trợ hay là đứng giữa muốn make play ấy, thì làm sao CC trúng trong lúc xạ thủ đứng gần là luôn 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 hiệu quả nha các bạn nhé. Và Faker quyết định dịch chuyển rất là thông minh, là dịch chuyển vào một con mắt gần đồng đội, gần Guma, chứ không phải dịch chuyển ra phía sau. Đây, Kerem móc trúng cắm mắt Faker tele luôn, và tele sớm hơn so với Bin nha. Bin tình huống này không có R, và con Gwen này nó lỗi thật sự các bạn ạ. Nó nhả xương lam, nó cắt AD bên kia nát đầu luôn. Các bạn tưởng tượng đây là một con Aphelios được dồn rất là nhiều tài nguyên, được cầm rất là nhiều trang bị nhưng không được chơi game, và mình có một tình huống hút tương đối bóp. Tưởng nó hút con Gwen ra nhưng lại hút con Gwen vào xạ thủ của anh em ạ. Và pha tranh này cho thấy là bên phía T1 bắt đầu lăn cầu tuyết rất là hiệu quả rồi. Có thể mạng và tiền hơn không nhiều, nhưng mà cái thế trận là bên phía T1 nắm chặt chặt với bốn trụ. Còn bên phía của Anji thì họ bị bế tắc, họ bị dừng ở một trụ. Họ không làm cách nào để có thể khai phóng cái thế bế tắc này được cả, vì hai đường cánh họ bị thua. Và có Tick the Fate này muốn thường thì muốn phá cái thế bế tắc trong cái đội hình này bên phía của Anji á, là có Tick the Fate phải dùng chiêu cuối định mệnh giữa trận để bắt lẻ. Nhưng con Gwen lại là con tướng mà nó không dễ bị bắt lẻ các bạn ạ. À, con Gangplank cũng không phải là con tướng hỗ trợ cho con TF bắt lẻ một cách hiệu quả. Giờ bắt Faker cũng khó vì Faker rất là cơ động. Bắt con Gwen thì con Gangplank nó lại không cứu được, không bắt được. Nếu như con Gangplank thay bằng con Jax á thì ok, nhưng mà T1 đã chủ động ban Jax để pick rồi, nên là bên phía Angie giữa trận họ cực kỳ tù luôn. Đây là pha mà chiêu cuối ba người đến từ Nautilus. Sau đó thì con Gwen nhả xương lam ra vào cắt liên tục, con Tick the Fate cố dướn qua cái bài vàng vào, không tác dụng gì nhiều lắm. Trước khi chết con que nó gây bằng tỷ sát thương luôn. Mà Gangplank lại không có R nữa. Nói chung là mọi thứ bên phía của T1 pha này làm đều tốt, và bên phía của Anji thì đều có những tình huống, một là thiếu tài nguyên, hay là xử lý team fight không tốt lắm. Và nếu bên phía của Anji đánh cú đấy thì phải đánh lùi thôi. Đánh cố gắng câu kéo thời gian cho con que hết cái W thì team fight được. Và con Viego của Wei thì đúng là pha đấy chết sốc nhanh quá. Bị Faker với Honor burst sát thương chết sốc cực kỳ nhanh, không nhặt được xác nào cả. Và sau tình huống giao tranh thua đấy thì game nó hết sức một chiều rồi. Lúc này thì các bạn sẽ thấy là T1 sẽ chờ cái ngưỡng DPS đủ để ăn Baron, để ép Baron. Vì linh hồn rồng trong ván thi đấu này chỉ là linh hồn rồng gió, nó là một linh hồn siêu phế, và Anji chắc chắn sẽ bỏ. Bên phía Anji họ chắc chắn sẽ bỏ qua những con rồng để có thể hướng tới đội hình giao tranh late game xoay quanh con Aphelios của Gala. Vì tôi đã nói là con Aphelios này là về late thì nó outscale tương đối nhiều AD. Xayah sát lực hay là Xayah chí mạng về late thì tôi nghĩ là cái khả năng gây sát thương so với con Afe thì nó cũng cũng thua kém một phần nào đấy, nó không thua quá nhiều so với lượng sát thương DPS của Afe nhưng mà vẫn là thua. Thì bên phía T1 họ sẽ cố gắng ép Baron, bởi vì muốn đánh nhau tại thời điểm này thì chỉ có ép Baron thôi. Nhưng mà bên phía T1 sẽ chưa đủ chống chịu để ăn Baron, hoặc là chưa đủ DPS để dứt điểm Baron nhanh trước khi đối phương ra, thì vẫn sẽ phải chờ cái ngưỡng sức mạnh là vô cực kiếm của Umayusi. Và các bạn thấy bên phía Riot Games họ vừa vẽ một cái vạch vàng này chính là sân chơi của T1 so với sân chơi của Anji. Cái bản đồ T1 chiếm được nó rộng hơn rất nhiều. Đánh thắng là phải chiếm nha các bạn. Đánh thắng mà không chiếm là giống Hạng Vũ ngày xưa đấy. Đánh mà không chiếm chỉ có thiệt thôi. Đánh thắng mà không chiếm thì đối phương sẽ lấy lại nhanh, và đối phương sẽ dùng những cái địa điểm như vậy để có thể gọi là phản công. Thì bên phía T1 họ đánh thắng, họ bắt đầu giải tầm nhìn sâu hơn trong phần rừng đối phương, và
thực hiện những pha bắt lẻ. Thì pha này là pha bắt lẻ hơi fail một chút vì cái tầm hoạt động của những chủ lực bên phía T1 pha này thì hơi xa so với pha mở của Carrier, dẫn đến việc là Carrier chết. Rất may là cái tình huống nằm xuống của Carrier thì nó khá là nhẹ, nó không để mất các mục tiêu lớn như là Baron để bên phía bên kia lật kèo anh em ạ. Thì họ về họ chờ cái vô cực của Gumayusi để ép Baron thôi. Tầm thời điểm vô cực thì nếu mà đối phương không ra thì ăn nhanh, đối phương ra thì đánh ngược trở lại. Pha này họ không không để lại hậu quả gì nhiều anh em nhé, vì họ có trụ sớm nên là 1-3-1 xong họ vẫn có thể kiểm soát lại tầm nhìn quanh khu bờ đỏ đối phương như tình huống trước đó thôi, chỉ là căn kè những tình huống bắt lẻ sao cho nó hiệu quả. Mà phía Anji họ bị tù các bạn, các bạn nhìn rõ ràng cái đội hình này đang rất là tù đấy, họ không làm được gì khác cả, họ không có phương án nào cả, họ không có bất kỳ phương án nhằm phá vỡ thế trận này. Quyền chủ động vẫn thuộc về T1 nhé, tức là để Anji chủ động làm một cái điều gì đó không được, không làm được cái gì cả. Chủ động bắt lẻ con Ahri không được, chủ động bắt lẻ con Gwen không được, đẩy cao quá nửa sông là chết rồi chứ đừng nói là làm một điều gì đó đặc biệt cả. Đẩy cao quá nửa sông là bị solo kill rồi anh em ạ. Tiếp phép đẩy cao quá nửa sông bị Ahri phi hồ chết. Gangplank đẩy quá nửa sông bị Gwen cắt chết rồi. Không làm được gì cả. PF bật chung với bắt lẻ con Gwen không được. Cái nhà xương lam nó cắt chết. Bắt lẻ Ahri nó phi hồ nó chạy mất tiêu. Những gì mà Anji đang làm là cố gắng duy trì một ít tầm nhìn quanh Baron để đối phương tránh đối phương ăn lén. Còn T1 thời điểm này thì vẫn đang phải chờ vô cực của Guma. Đây các bạn thấy 1-3-1 của T1 không ạ? 1-3-1 hơn trụ, hơn tiền đường cánh, hơn chất tướng đường cánh nữa. Rất thoáng. Cắm mắt kiểm soát hết tầm nhìn quanh bùa đỏ đối phương. Đẩy đường trước sau đó thì vào bắt lẻ đến nào đi lạc. Anji đang cố gắng đánh một cách hết sức bị động là kiểm soát tầm nhìn lại này. Đây là một cái rất là căn bản trong chuyên nghiệp anh em nhé. Không làm được gì đâu các bạn. Các bạn nhìn Anji không làm được gì cả. Chỉ chờ đối phương để lính trước sau đó mình để lính sau thôi. Chỉ chờ đối phương ăn lính trước thì mình ăn lính sau. Đây, bắt Faker. Không nổi. Chỉ động làm một gì đó không nổi. Dòng lên phía Anji xác định là bỏ luôn rồi, không đánh rồi. Chỉ là những con dòng gió thôi. Kiểu như pha đấy bên phía Anji biết là T1 ăn rồng ấy, nên là chắc là đánh lên cánh trên một chút, tìm Faker bắt nhưng bắt không nổi. Đâu có gì để bắt đâu. Faker lên giải thủy ngân nữa. Kera bắt đầu quét mắt hết rồi này. Có vô cực rồi này anh em, xem ra có vô cực rồi này. Bắt đầu ép Baron nhanh rồi này. Ép đánh nha anh em, ép đánh ra nha anh em nhé. Tất nhiên là sát thương Gumayusi mà ăn Baron thì cũng đủ nhanh rồi đấy. Nếu đối phương không ra thì ăn Baron được thì xác định rớt luôn. Đối phương không ra thì ăn được. Còn nếu mà đối phương ra đánh thì mở ngược trở ra thôi. Có nhiều công cụ mở mà. Công cụ mở thì T1 là khá đáng kể. Và tình huống phút thứ 20 mấy như này thì bên kia Anji cũng chưa có đủ khả năng để giao tranh lại đâu. Nó phải là tầm phút thứ 30 mấy, 35 gì đấy trở lên. Con Afe này nó cầm vô cực. Thì bên phía Anji mới có những cơ sở để giao tranh với phía T1 nha. Vẫn còn một con mắt đến từ phía Anji này. Bắt đầu ép Baron. Bắt đầu ép Baron rồi anh em ạ. Và pha này bên phía T1 cộng với Anji họ thực hiện một tình huống giao tranh rất là khủng khiếp luôn. Đẳng cấp rất cao luôn. Và là Faker băng trượng được hai người. Honor cũng đã có một tiếng nội long cấp tốc biến cực kỳ nhanh vào vị trí Gala rồi. Chỉ tiếc là Faker đã dùng hết skill rồi không đón được. Nhưng mà vẫn quy team fight anh em nhé. Vẫn tạo ra cái thế giao tranh 3 đổi 3. À nhầm 2 đổi 2. Giao tranh đẳng cấp cực kỳ cao anh em ạ. Cả hai giao tranh cực kỳ hay luôn. Và để ý một chút tình huống giao tranh này nhé. Honor đổi tốc biến với Gala. Honor đã đổi tốc biến với Gala rồi. Và tốc biến của cả hai hồi gần như là đồng thời điểm. Nhưng mà Honor sẽ hồi sớm hơn một khoảng. Vì có một cái thấu thị vũ trụ của Gala thì không. Và sau nó sẽ tác động đấy. Pha giao tranh ngay phía sau đây nó sẽ tác động đến tình huống có tốc biến của Honor và không có tốc biến của Gala. Còn cái tình huống giao tranh trước đấy thì các bạn thấy là cả hai đều xử lý rất khủng khiếp rồi. Carrier đã đứng lại để mở giao tranh, áp lực mở giao tranh móc vào Xiaohu. Faker băng lên hôn gió và Xiaohu tốc biến đi thấy hôn gió vẫn trúng, bắt một bấm đồng hồ luôn. Honor đã có tiếng insect rất là đẹp nhưng mà rất tiếc là Faker đã hết skill vào người của Xiaohu rồi. Băng trượng cũng đã dùng vào Xiaohu với Ming rồi. Chiêu cuối Nautilus của Carrier cũng đã dùng rất là ok và rất đã nhả xương lam hợp lý, cắt chiêu cuối cũng rất đẹp luôn. Ánh trăng dẫn lối rằng súng hoàng của cũng đẹp luôn.
Gala bị inset như thế nó vẫn có thể xử lý bằng cung phong linh cộng với tốc biến về, nó trả lại nó sát thương rất là lớn từ chiêu cuối đó. Hai team hàng đầu thế giới team fight rất là mãn nhãn. Và T1 chưa e được nha. Hơn tiền không nhiều lắm. Và bên phía của Anji vẫn thể hiện một tiếng giao tranh rất là hay. Và sau đó thì bên phía của T1 vẫn có những áp lực cần thiết ở tại Baron của một team dẫn trước về thế trận. Thế trận thì nó phụ thuộc vào công trình nhiều anh em ạ. Game này về tiền thì hơn tiền rất là ít đến từ phía T1 nha. Và lượng tiền này nó không phản ánh lên thế trận đúng của game đấu này. Is already highlighting the ward to make sure that RNG know this is happening. Looks for the engage. Great stopwatch to buy time for the rest of his team to come in. And main critically trying to put himself between him and the enemy team. But it's going to be owner here who finds his way. Và team họ sẽ làm như thế liên tục. Họ sẽ làm như thế liên tục đấy các bạn. Họ sẽ ép giao tranh liên tục tại Baron. Họ sẽ liên tục dùng Baron làm mồi câu để đối phương. Nếu đối phương không ra thì tôi ăn. Nếu đối phương ra thì tôi ép đánh. Và ép đánh ở trên tư thế là hơn về tầm nhìn. Hơn một chút xíu về lượng trang bị. Hơn trang bị không nhiều đâu anh em. Đây, các bạn sẽ thấy là họ sẽ tiếp tục thiết lập những đợt lính hai đường cánh. Họ sẽ tiếp tục thiết lập những lượng tầm nhìn quanh khu của đỏ đối phương để snowball. Và bên phía của Anji đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn đang chờ rằng Gala sẽ xanh ở món trang bị thứ tư chẳng hạn. Dòng họ sẽ bỏ hết luôn. Quả thế cánh đầy lẻ bên phía T1 vẫn là những cánh đầy lẻ rất là áp lực. Pha này thì Shaho có gỡ được cái trụ top thì Faker đã chấp nhận bỏ trụ top để đi cùng với team tại khu vực cánh dưới. Nó không đủ sức để ăn Mega. Thấy Shaho đứng trên bên phía T1 muốn đánh nhanh đấy nhưng mà không đủ áp lực để ăn trụ 3 khi không có Baron anh em ạ. Và Shaho phải gỡ được hai trụ luôn nha. Pha này Shaho ăn được hai trụ sau đó thì trụ cuối chạy được. Pha gỡ trụ rất là tốt đến từ phía của Anji. Nhưng mà tự nhiên con Gangplank của Bin lại đánh sai anh em ạ. Pha thấy rất là chuẩn bị bấm B về, tự nhiên ngắt bấm B về thấy Gangplank đẩy cao phát là đâm chết luôn, sát thương ảo thật sự. Chính pha này là pha gọi là thay đổi ván đấu này anh em này. Từ cái pha snowball của T1 tạo thành cái thế đẩy lẻ thắng. Và con Gwen của rớt từ cái thời thế đẩy lại thắng solo kill Bin một phát bách về tay này ra ép Baron luôn. Một sai lầm thôi các bạn, một sai lầm tại thời điểm late game thôi. Cái giá phải trả là siêu đắt. Thời gian đếm số của Bin là hơn 30 giây. Thời gian này đủ để phía T1 ép Baron. Gắm mắt ra ép Baron luôn anh em ạ. 5 đánh 4 mặc dù Bin đếm số vẫn có tele, vẫn có dịch chuyển. Nhưng mà thời gian đếm số lâu quá. Rớt không có chiêu cuối nhưng vẫn làm con Gwen còn xương la bất bại nha. Nhưng mà pha này bên phía T1 bị xử lý không tốt ở tại Baron ở chỗ là họ vẫn để Gwen tiếp cận được. Và nó vẫn hình thành một tình huống trừng phạt 50-50. Nếu như pha này mà trừng phạt thua một phát là hậu quả để lại sẽ là rất là nặng. Rất nặng. Nhưng vì trừng phạt thắng nên thắng luôn game. Nếu như pha này trừng phạt fail nha các bạn, bởi vì không có phương án nào cho Way cả. Nếu phía T1 muốn đánh pha này một cách chắc cốp ấy, phải có những phương án cho con Virgo nó không xuống được. Đẩy chiêu cuối vào người của Gala, ép Gala ra một chút. Way vẫn tiếp cận được nhưng Honor là người trừng phạt thắng. Với sóng âm vô hình cước, Q2 cộng với Smile thì phải. Và bên phía của Anji bị chậm một nhịp ở chỗ pha này, đáng nghĩa là bên phía của Gala cộng với Shaho phải về đi. Phải về anh em ạ, phải dướn lên một nhịp. Xác định là Virgo cộng với con Alista này mà xuống là chết chắc rồi ạ, không thể nào chạy nổi cả. Bin vẫn đang trên bảng đếm số mà, làm sao mà đánh kịp pha này. Và thua một cú team fight, thua cả game, rất là đáng tiếc đến phía Anji nha. Pha này xác định là con Virgo xuống, cướp được thì cướp, không cướp được thì thôi. Còn tôi nghĩ là Alista nếu mà xuống để mà hỗ trợ CC đối phương cho con Virgo có khoảng trống để xuống thì cũng ok. Nhưng mà ông Gala với ông Shaho nên về đi. Họ dướn lên một nhịp để tấn công con Nautilus của Caria. Và dẫn đến việc là rút không kịp. Đây, vẫn dấn lên một nhịp để tấn công con Nautilus này. Sau đó thì nhận ra vấn đề. Gala là người nhận ra trước, back về trước. Shaho nhận ra vấn đề, back về sau. Nhưng về không nổi, Faker không cho về nữa. Faker lướt xuống rất nhanh, sau đó lại lướt lên để băng trượng. Sau đó cái pha tốc biến hồi lại trước đến từ Honor so với tốc biến Gala, anh em nhớ không ạ? Trường hợp cái pha trước đó tôi mới nhấn mạnh là cả hai đội tốc biến với nhau xong. Thì pha này Honor đã có tốc biến rồi. Còn Gala thì chưa, nó đến từ cái điểm thấu thị vũ trụ ấy các bạn.
tốc biến móc, sóng âm trúng, hậu thể nộ nó cướp tốc biến, sóng âm vùi cướp, không có tốc biến Gala chết. Pin đếm số xong, còn chưa cuối đi chăng nữa thì cũng không defend nổi, không thể defend nổi nữa rồi. Nó là hàng loạt hiệu ứng domino và dẫn đến chiến thắng cho bên phía của T1. End luôn là đến là end rồi anh em ạ. Nói chung đây là một game đấu vẫn rất là căng thẳng và nó là một cái game của hai team mạnh gọi là hàng đầu thế giới tại thời điểm này. Đối với T1 thì game này thì họ thắng nhờ cánh trên đánh rất là hay, cái con mắt mà rớt cắm ra tạo ra tiền đề cho con sứ giả ăn năm rớt trụ đường dưới á, dành cho Kuma á, là con mắt có thể gọi là thay đổi đầu tiên cái kết cục của game đấu này dọn đi đường, nó phá vỡ dọn đi đường cách cân bằng của cả hai team và hình thành một quả cầu tuyết dành cho bên phía T1, đó chính là con Sayaguma có được ngữ trang bị ba đồ sớm. Cái thứ hai đó chính là một tình huống giao tranh tại khu vực hang rồng đường dưới, mở ra bên phía T1 một cái bản đồ rất là rộng. Có những sai lầm của T1, đầu tiên là pha cướp chim của Honor để chết một mạng không đáng có này, tình huống bách về ẩu của Guma Yushi này, dẫn đến tình huống nằm xuống sau đó của Faker này. Tình huống chết của Carrier sau đó ở tại bùa xanh ở nhầm bùa đỏ đối phương cũng khá là nhẹ. Và đây là hai team mà họ đã bắt đầu đỏ macro rất là khủng khiếp giữa trận rồi. Thì T1 nhờ cái lợi thế mà con Saiya nó xanh sớm nên họ bắt đầu thể hiện cái khả năng macro rất là tốt. Ở khung cánh trên thì rớt lại thể hiện cái kèo đấu quen với Gangplank trên cơ hoàn toàn so với Bin. Bin được hỗ trợ rất là nhiều nhưng không thắng nổi con Gangplank, nó khá là tù trong việc đẩy lẻ. Thế nên đến giữa trận ở bên phía của Anji không có bất kỳ phương án nào với đội hình này cả. Thì đây là một trận thắng cho thấy được phong độ hiện tại của T1 thực ra cũng chưa phải là mắc binh đâu, nhưng mà cũng chưa đến không đến mức tệ hại như là cái đợt đầu của giải bảo hỗn chiến các thứ. Thì hy vọng đến playoff thì T1 sẽ tiếp tục đánh tốt. Còn sắp tới thì lịch bình luận cũng chưa nhận được nhiều lắm. Đây là clip mình cũng phân tích lại thôi. Đây là phân tích theo dạng là xem rồi nên phân tích lại. Còn hôm qua thì theo dạng là reaction cùng với bổ sung những cái comment của Levi nữa, nhưng mà các bạn kêu là clip đấy thì nó hơi ổn âm thanh một chút nên là mình gỡ bỏ, làm lại clip này cho anh em. Hy vọng là sắp tới vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong những diễn biến cuối cùng của MSI. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bạn vào các clip khác của Văn Tùng nha anh em nhé. Bye bye.